tất cả quý vị đã trở lại với channel KTV. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để giảm chi phí khi giao dịch trên sàn PancakeSwap và làm sao để giao dịch hiệu quả nhất trên cái sàn phi tập trung này. Rồi, thì đây là cái sàn PancakeSwap.finance. Ở đây, KTV sẽ vào xem cái biểu đồ, cái info này. Đó, quý vị để ý này, thì ở đây cái token là VKBLB có cái khối lượng giao dịch là lớn nhất. Đó, ok chưa? Tiếp theo là cái token là BUSD. Đó, thì hai cái token này khi quý vị giao dịch trên cái sàn phi tập trung này thì sẽ giảm được chi phí khi quý vị giao dịch. Đó, VKBNB nó là một cái token được phát hành trên nền tảng Smart Chain Web20 và nó neo giá theo cái đồng BLB của sàn Binance. Và tất nhiên là cái VKBNB này chỉ để phục vụ trên các sàn phi tập trung như sàn Pancake này, sàn Bex, sàn Burger, tất cả các sàn mà nó chạy cái network BEP20. Đó, và cái đồng BUSD BEP20 nó cũng vậy. Ok chưa? Rồi, bây giờ KTV thử vào kết nối ví với lại cái sàn này để lấy cái lịch sử giao dịch này. Rồi bây giờ KTV thử sao chép cái địa chỉ này và vào cái trang bsscan.com để xem cái chi phí khi giao dịch. Tại sao mà khi giao dịch ra cái đồng VKBLB và cái đồng BUSD thì sẽ giảm được chi phí, ok chưa? Đó, thì ở đây KTV thử kiểm tra cái địa chỉ ví này. Đây, KTV sẽ vào cái mã TXH này. Rồi, quý vị để ý đến cái phần này này, token transfer rate. Đó, nó có cái số 2 đây này, ok chưa? Nó có số 2 nha. Quý vị có thể lấy địa chỉ ví của quý vị và kiểm tra, nó sẽ ra ngay. Rồi, nó có số 2 này, thì quý vị để ý bên này, nó có hai dòng thôi, ok chưa? Từ cái BEX ra cái BUSD này, ok. Rồi, thì cái phí giao dịch ở đây này, phí giao dịch ở đây nó là 0,2 đô. KTV sẽ nói là đô cho nó nhanh và dễ hiểu, ok chưa? Rồi, bây giờ KTV thử quay lại này, tìm một cái giao dịch khác ở một cái token khác. Rồi, thì đây quý vị cũng để ý đến cái phần này, token transfer rate nó có số 3 đây này, ok chưa? Thì ở đây nó phải dịch chuyển qua một cái token mà ETH đây này, thì từ cái đồng MDX này nó phải sang cái đồng ETH, sau đó mới ra được cái BUSD. Thì như vậy là nó sẽ đi mất 3 chặng đường để swap, ok chưa? Đó, thì cái phí ở đây tại thời điểm hiện tại đây, quý vị sẽ nhìn thấy này, 0,45 đô, ok chưa? Đó, KTV sẽ back lại này. KTV thử kiểm tra một cái giao dịch khác tiếp theo này. Rồi, thì đây cũng vậy này, token transfer rate thì ở đây nó có số 3. Đó, thì nó cũng đi 3 cái chặng đường swap
Ok chưa? Thì phí của nó là 0,45. Rồi, bây giờ trở lại với cái sàn Pancake này. Thì quý vị vào cái phần info, quý vị sẽ thấy. Đây, ví dụ các cặp như này, khi quý vị swap trực tiếp từ cách ra WBLB thì nó chỉ đi mất một chặng đường thôi, ok chưa? Thì nó là trực tiếp từ cách ra BNB này. Còn nếu quý vị swap từ cách ra cái BLB thì nó lại qua một cái chặng đường nữa, thêm một chặng đường nữa là từ cách này ra WBLB này, xong là từ WBNB nó mới ra được BLB, ok chưa? Đó. Thì đây là tất cả các cặp nó sẽ đi một chặng. Còn nếu mà nó không có một chặng như thế này thì bắt buộc phải qua một cái thêm một chặng nữa, và thậm chí là 3-4 cái chặng nữa thì mới ra được cái đồng mà quý vị muốn swap nó ra, ok chưa? Rồi, tiếp theo, bây giờ KTV sẽ vào cái phần exchange này. Thì ở đây có cái phần cài đặt đây này. Quý vị có thể click vào để xem này. Thì đây là cái slip pay, tức là cái độ trượt giá. Trong những trường hợp khi mạng lab thứ nhất này, một số coin họ yêu cầu để cái slip pay này rất chi là cao, hoặc là khi cái nút lượng giao dịch quá nhiều thì quý vị cũng lên để cái slip pay này cao lên. Ở đây nó mặc định là 0,5 thì quý vị có thể chọn lên 1 hoặc nhập cái số vào đây, ok chưa? Tất nhiên có những token họ yêu cầu phải để slip 9 hoặc 11 thì quý vị mới swap được. Đó. Còn cái thời gian này quý vị cứ để nguyên là mặc định 20, ok chưa? Ngoài ra một số các token nó list lên cái sàn Pancake này, quý vị phải để cái số chẵn, ok chưa? Ví dụ như thế này là số nó rất nẻ, nó không swap được, thì quý vị nên để vào một cái số chẵn đi, ok chưa? Đó. Rồi, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại về cái chi phí khi giao dịch. Có thể đi đường vòng một chút và hơi tốn phí, nhưng trong những trường hợp, những lúc thị trường nó biến động rất chi là mạnh thì quý vị có thể chuyển đảo coin từ một cái token mà nó biến động mạnh sang một cái token nó ít biến động, ok chưa? Thì đây là một cái sàn phi tập trung, và tất cả các sàn phi tập trung nó rất chi là hay, là tiện ở cái chỗ này. Đó. Ví dụ KTV thử đảo từ cái Savepan đó, quý vị chỉ cần đảo từ một cái token SFP ra cách. Trong cái trường hợp cái SFP này nó đang tăng rất nhanh, còn cái cách này thì nó đang giảm hoặc là không tăng. Đó, thì đây là cách đảo coin rất chi là hiệu quả. Nó không như các sàn tập trung là quý vị phải ra stablecoin như là USDT hay là BUSD, thì quý vị chỉ cần đảo trực tiếp chọn cái token mà quý vị muốn đảo sang. Đó, thì đây là một cách cũng rất chi là hiệu quả. Rồi, tiếp theo là cái cách để mà xem chớt. Thì ở đây quý vị có thể vào cái trang này wucoin.app. Thì tất cả những cái token mà nó mới được list lên cái sàn Pancake này, quý vị không thể tìm được đâu ra cái biểu đồ để mà xem chớt trên CoinGecko, CoinMarketCap cũng chưa hề có. Thì quý vị có thể vào cái trang này
Và tất nhiên là có rất nhiều trang, nhưng mà KTV hiện tại chỉ biết cái trang này. Quý vị có thể vào xem cái chớp nó chạy trên cái trang fanpage số, ok chưa? Đó, cái trang pucoin.app này. Thì ở cái ô tìm kiếm này này, enter token name, quý vị chỉ cần nhập cái mã token vào thôi thì nó sẽ ra cái biểu đồ để quý vị có thể xem. Đó, ví dụ KTV thử nhập cái token CB này chẳng hạn. Đó, thì nó sẽ có cái chart để quý vị theo dõi. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất.